Sao sáng nay định ăn gì em? Hôm nay ăn lẩu. Wow. À, hàng tới vậy. Vậy là phải đi chợ hả? Không không. Có người giao. Ủa vậy hay hả? Mới đây nói là có hả? Đi không có. Có gì? Wow, xem coi cái này. Cái này là món gì? Cái này là lẩu, lẩu xíu bắp. Cái này là nước lẩu, không nóng. Cái này cái tượng để tủ lạnh. Hộp đúng không? Cái này là nước tương. Có một cái hộp nước tương. Cái này là cái mấy cái gia vị để đổ nước tương vô để chấm. Cái mùi đậu hộp nghĩ là mè rồi hành ngò rồi không? Cái này chỉ để ngoài ha, không cần phải để tủ lạnh. Mì làm bằng tay, mì ăn ở bếp là đây là combo nấm. Cái này là combo cá viên chiên bò viên. Cái này là combo rau. Mấy cái combo này rau này cũng chắc bỏ vô tủ lạnh. Wow. Combo bò. Cái này cái gì? Combo hải sản. Đó nó hình. Cái này cũng combo hải sản, hai combo hải sản. Bò. Hai loại bò. Bò đen gì đó. Rồi thôi cất đi chưa em? Bò, hai cái bò và hai cái hải sản và cái cá viên chiên. Bò lá sắt. Mì không cần để tôi làm. Tôi ăn nhé. Làm gì thế? Làm gì thế? Mì đó là quan tiếp. Ngày thứ tư ăn lẩu. Thôi để nó ra cho mấy đứa nó. Nước lẩu không công. Ôi, nguyên cục thịt bự luôn. Chắc chắn phải đưa đủ. Này làm cho nó thơm cái nước lẩu. Còn cộng ngon. Đây là cái gì? Bỏ đồng rác hay không? Không bỏ. Sao có lấy mấy cái đồ trong tủ lạnh đây? Dạ. Thôi để đi. Từ từ để bút quay. Rồi, chuẩn bị cho nó sôi lên, mình lấy cái nắp đậy lại nha. Nắp đâu? Rồi, bày ra đi. Đây là hải sản, đây là đồ gia súc, đây là mì, đây là rau. Còn đây là một cái bánh ăn kèm. Không, cái này là cá viên hình. Đây là mì. Rau gồm có bánh đường gà, kim châm, nấm, combo nấm.
À bò lá sen. Bò lá sen. Đây là phần rau ngô, xà chua, cái là rau thập cẩm. Bò củ gì đây? Đây là đồ gia súc. Wow. Đây là gia súc. Gia súc là gì? Là bò, là mấy con bò. Gia súc là gì? Thịt bò, con bò. Con bò bò. Hai con bò. Đây là hải sản. Combo hải sản. Đó, đây là combo cá viên. Combo hải sản. Combo bào ngư với cá mập hầm rộn. Đây là combo hải sản luôn. Ô. Rồi bây giờ trước khi chờ nước lẩu sôi, mình sẽ xem coi có cái gì đây. Wow. Ở trời đây. À, nhìn lên đây cười tươi đấy coi. Rồi giới thiệu coi cái này là lẩu gì mà sao thấy nó hoành tráng ha. À, này là lẩu siêu cấp Hồng Kông của nhà hàng Dynasty House. Wow. Khi mà mọi người mua về một cái phần lẩu để ăn, cái này là phần mà mua về cho 4 người, thì thường á là nó sẽ có một cái phần hải sản với một phần bò thôi, nhưng mà nhà mình ăn nhiều bò cho nên hai phần bò, hai phần hải sản. Nó có nhiều loại lẩu không? Có, nhưng mà mấy cái lẩu kia nó hơi cay cay, ví dụ như lẩu mấy cái vị của Trung Quốc cái cay thì hai đứa nhỏ ăn không được, cho nên sẽ mua cái lẩu xíu quách. Nó có này là cái cơm bồ rau, cái này là mì hâm mì mắc làm hàng ngày bởi sếp. Handmade là các anh đầu bếp anh làm mấy chứ không phải là mua. Này là cái nấm, combo nấm thập cẩm. Này là cái bò lá sắp, bò đen á. Ở Tây Ninh nó hay ăn cái bò đen này nè, nhưng mà ở đây thì nó quên hiếm. Đây là cái viên, cá viên, bò viên, mực viên, thập cẩm viên. Đây là hải sản, thì nó cái khác biệt của cái hải sản này nó với những cục khác á là cứ xem cái cục sò điệp rất là to. Mực thì bình thường, tôm thì có thể là bình thường, nhưng mà cái cục sò điệp này rất là to và rất là to. Hai phần bò và cái đặc biệt ngon của cái lẩu là nước chấm. Bò đó là bò gì? Bò này là bò gì cũng không biết, là bò Mỹ, bò Úc gì đó, không phải là bò Việt Nam. Nhưng mà tất cả những cái ingredient này á, là cái quality của nó là thôi. Bây giờ mình đi chờ nước sôi thôi đúng không? Wow, trong cái nồi nước sôi nó có nhiều thứ ha, táo tàu, hụt, xương, hành. Mấy cái người Hoa nó hay ăn những cái sâm á. Cái này là bây giờ mình pha nước chấm, thì cái nước chấm này nó có những cái nguyên liệu giống như là hành, ngò, dầu, hào, đậu phộng, mè, thì mấy em ở nhà hàng á là đã trộn sẵn hết những cái này cho mình rồi. Mình chỉ cần thách ra, nhà mình 4 người cho nên sẽ chia làm 4 phần thành 4 chén nước chấm. Đó, 4 chén đi nha. Xong rồi lấy cái muỗng, rồi cái tương ra rót luôn, khỏi cầm ra lấy muỗng. Đó. Đây là nước tương đậu gì đó rồi. Một tí nó chỉ cần ăn, ai ăn cái gì thì tự nhúng vào rồi chấm cái này ăn thôi. Đó, mình ăn với lại mì bên đây, hoặc là mình có thể làm thêm mì dắt của mình đúng không? Nếu mà ăn thiếu á, thì mà trong nhà mình có mì dắt. Còn như đây là ăn trước đi, no luôn á, bao no luôn. Thank you.
uống bia đi chứ, phải vui bia. Để ăn mừng à. Ăn mừng gì đây? Ăn mừng thử món mới. Bia Việt. À. Để uống vui gái nha. Lẩu bò, ngoan lẩu cá. Rồi. Hôm nay ăn lẩu ở Hồng Kông. Bây giờ để đây khui bia nha. Em nhớ bạn đâu chưa? Ăn ở tiệm của mẹ. Ờ, Nếp Tì Hào. Đi Nếp Tì Hào. Có một cái nhà gì Nếp Tì Hào sắp mở cái chỗ công viên lên bán rồi đó. Khi nào mình ăn mình khỏi đi xa đúng không? Em muốn mình làm việc đó anh. À, mùa Covid không có đi ra tiệm ăn được, nhưng mà mọi người cũng có thể ở nhà ăn lẩu, gọi điện thoại và công ty nước sôi là bỏ cái bóp vô. Bỏ rau củ quả vô trước đúng không? Rồi nó thơm, bỏ bắp, bỏ cái đế nồi lẩu. Cái này để nhúng ăn. Có cái nấm mà chứ phải loại trước nè. Đúng rồi, nấm không? Tắt đi nấm. Để cái nó làm nhanh, nấm có một loại nấm. Nhiều loại nấm. Nấm đường gà, rồi nấm qua quá thì nấm. Có nhiều loại ha. Nấm đùi gà, nấm kim châm, với lại rồi để cái nồi nấm này vô là để cho nó sôi lên. Tạ bánh lùn. À, để chuẩn bị chưa? Sôi chưa? Rồi, chín rồi. Chín rồi. Ăn đi. Sao Bin thấy sao Bin? Thấy hấp dẫn quá. Thấy cái món này sao? Ngon quá trời. Cái thấy sao? Thấy thấy đã mà ăn nhiều món lẩu á, giờ cũng hơi ngán xíu. Rồi. Vẫn ăn được. Ok, bây giờ thử xem coi nó như thế nào nha. Những cái bò nè, bự quá trời. Bự quá trời luôn. Rồi chút nữa ăn cái gì nhờ mẹ nhúng vô giùm nha. Nhờ ăn thử hải sản. Sự hoài nhúng đi. Bỏ bạch tuộc, bỏ tôm vào. Ăn đồ ăn trên bờ, phải ăn đồ ăn dưới nước. Chờ chín rồi. Bỏ tôm vào luôn á. Tôm vô đi. Yo, chúc mừng món mới. Hình như nãy giờ thịt bò chín. Chúc mừng 3 ngày ăn lẩu. Thịt bò chín. Cái nồi lẩu là sau khi nhúng một số đồ thịt, nấm, tôm. À, bây giờ chỉ chờ sôi thôi. Lớn ghê. Ok. Wow. Quá hấp dẫn. Ăn bò trước chứ không mấy cái gì chưa chín nha. Rồi ăn bò trước thì bò chấm với lại cái nước tương. Ui sao cứ tay trơn quá, để bò bốc đá. Ăn lẩu là cần có nước ngọt để tiêu nhanh là ăn nhiều. Rồi thử một miếng coi, nó thấy bò chín rồi đó. Ok. Nãy giờ bò cũng chín rồi. Muốn còn miếng bò vậy ta. Chấm với sốt truyền thống. Sốt truyền thống. Đặc sản. Đây đây thử nha. Nhớ phỏng mồm mồm nha. Đưa ra cho con tôm nè. Để bên đi. Ừ. Ngon. Nó không được ra. Ừ. Mềm. Mềm. Wow, quay lại chén đây là có con tôm chín rồi. Hay quá luôn. Thôi mọi người tự thưởng thức nha. Thôi giờ tới mình thôi, mình phải ngồi thử chứ. Bây giờ ở đây có con tôm, con mực. Rồi thử con mực này trước để coi.
sẵn miếng nước sốt gia truyền ở Dynasty House. Rồi thử miếng. Ngon. Thơm mùi mực. Ngon mực này nguyên ngon mà nhỏ vậy ha. Bạch tuộc nhá. Thơm quá. Ngon. Đồ biển á, mùi biển á. Quá ngon luôn. Rồi bây giờ thử tới một miếng còi điệp. Và wow, còi điệp này tương đối là lớn nha. Một miếng. Wow. Vô đi. Mềm. Vô. Mềm mà thơm ghê. Ăn luôn. Wow. Uống lươn này ăn uống vừa bạn á. Thử miếng đậu phộng nè. Đây nó có miếng nước chấm mà có đậu phộng. Rồi thôi. Ừ thử miếng bò có sẵn luôn. Cho có miếng bò luôn nha. Miếng này hay miếng này? Miếng này. Ngày nãy là mình mới ăn thử thịt với lại nước chấm ha. Trong cục cắt luôn. Wow. Còn mì nữa hả? Nhiều mỡ. Nó thơm. Ngủ miếng bia. Này đổi gu uống bia Việt. Nó không? Ngon quá, làm thử miếng bò coi. Ăn xong cái này là thử dắt mì ra. Dắt mì. Mì handmade. Cho con cục là như cục bò. Ừ. Nó ngon. Thích món cục bò. Bây giờ tới thử cái mì mà handmade ra nó như thế nào. Có không? Nó trụng bao lâu để chín anh? Hãy hỏi bàn bếp cũng được, bàn chuyên nghiệp. À, ba đời làm bếp với lại F&B. Mì handmade này là chắc mì bắt nguồn từ của Trung Quốc quá hả? Món này chắc của Hồng Kông chứ không? Là lẩu Hồng Kông thôi mà. Là lẩu Hồng Kông á. Thôi chờ một chút đi cho mì đi. Ê thịt bò. Chấm với nước sốt truyền thống. Ngon không? Ngon trời, thịt bò ngon nhất luôn. Thịt đâu? Thịt cực kỳ. Ngày mai mốt mà làm ăn ngày nào cũng ăn này ăn được không? Ăn được nha ông. Ăn về lên ký miếng mộ chịu nổi, lâu lâu ăn chơi vui một bữa thôi chứ. Rồi trong khi đó là mì đã chín nha. Wow, ồ, ý nước lèo có táo tàu luôn. Rồi nếu vậy thì cho thử một miếng lòng đen của cái bò này coi. Lòng đen này rất đi nổi tiếng. Rồi lòng đen này là muốn vậy là phải nấu trước thôi. Nhúng vô rồi. Nhúng vô. Ừm. Thịt bò mà ngon quá. Rồi miếng lòng đen này là chắc cũng chín rồi. Thì cho mình thêm lòng đen vô. Thêm miếng bò nữa nè. Wow. Xong chén. Ok nha. Đây là một chén hoàn hảo luôn á. Chắc có miếng thịt. Wow. Con bỏ vô đi, con bỏ vô đi. Cái đó là cái gì Bin? Chén này gọi là đầy đủ luôn á nha. Nấm, bò, lòng đen. Nhưng mà nãy bây giờ thử cái lòng đen này trước. Ở dưới nó có mì, con tôm mà nãy giờ chờ á. Ok, lòng đen này rất là nổi tiếng nên mình thử chấm nữa. Cảm nhận sao? Mềm. Dây da. Mà nó có cái vị ướp của ăn vô mình biết cái vị của tàu rồi. Thơm. Thơm á, mùi thơm mà cái vị nó ướp cái lòng đen. Ăn lòng đen này cũng nhiều rồi chứ, ăn ở Tây Ninh. Nhưng mà ở đây thì nó cấp xếp hình thức nhìn đẹp quá. Không, lúc đầu không biết tưởng là nấm gì á. Giờ mới biết là lòng đen. Cái mua hàng mà người ta mang về cho mình á,
người ta giao cho mình á, cái mình bày ra mình ăn thôi. Mình không cần phải phải làm cái làm mì. Nghe nói là làm bằng tay. Hên mắt. Ừ. Chất lượng nó cũng đâu có gì thay đổi, cũng giống ăn cái nhà hàng á. Ngon nhé. Ai mà thèm ăn lẩu bữa đi nếp đi hao lẩu Hồng Kông là nhà hàng không có có mở cửa thời Covid. Thì cứ order sẽ có người giao mang đến trong vòng 30 phút. Nghe cũng tiện lợi quá ha. Bây giờ là mấy em nó sẽ giao tới tận nhà. Sáng nó biết mình ăn trưa cho nó mới giao lúc qua mấy bây giờ ta? 11 giờ. Trước 1 tiếng. À, trước 1 tiếng, trước giờ ăn trưa 1 tiếng. Mình nói là mình mua ăn trưa thì mấy em nó giao lúc 11 giờ. Nó là không tiếng ăn ở nhà, chứ ăn ở nhà hàng chắc ngon hơn nữa không? Có những cái xung cảnh xung quanh có nhạc có nhiếc ăn rồi có người rửa chén, còn là về đây phải rửa nồi nè, ăn xong rồi rửa nồi rửa chén thôi, còn mấy cái đồ này thì không cần phải rửa nè, rửa đúng bốn cái chén với cái nồi không mà rất là tiện lợi ha, tất cả đồ sắp xếp bốn chén rất là đẹp, cái để trong cái nhựa này cũng đẹp bắt mắt, nhưng mình sắp lên bàn thì được rất là nhiều món không. Nhìn bắt mắt đàn luôn. Ăn hay sao Bin? Vị như thế nào con? Không cần phải bàn 5 sao. Không cần phải bàn 5 sao. 5 phụ rồi nè. Không bật lẫn chứ. Bin bật lẫn. Cái vị nước lẩu như thế nào? Ngon. Nghe mùi nếu cái gia vị của tàu á, táo tàu, gà thục, cái mùi giống như mùi tim vậy. Rồi thử một miếng coi. Coi tình hình như thế nào. Con mực nó tay quá. Bạch tuộc. Wow, con bạch tuộc nó nhìn đẹp quá. Cái lẩu ngon là nhờ cái nước chấm nè. Ok, nước chấm. Nước chấm nó ăn sướng luôn. Thôi ăn nó ngon được chứ. Thấy con ơi, vẫn còn đang học. Bụng. Bốn người ăn này là non. Ngon. Nếu mà muốn ăn thêm nữa có thể thêm mì gói cũng được, hoặc là thêm mì dắt cũng được, cái đó cũng hay. Nhưng mà trước khi ăn thêm cái gì có phải ăn hết cái này rồi mới thêm. Đó mới đúng ý nghĩa đúng không? Mì. Thôi ăn hoài còn hoài à. Không ăn hết. Thôi chứ uống miếng bia cái. Ăn đúng không? Con có nhúng. Bây giờ tao cũng nhúng cái cùng cụ thử vậy. Con tôm này cái coi, con tôm này có vẻ hơi bự nha. Để mày nhúng lại chứ sao bỏ đi cái. Con nhai rồi, con ngon đại kỳ lắm. Trời ơi, nấu vô nước miếng nó sao đẹp này ai bỏ vô vậy? Con của con nãy giờ luôn á. Đẹp của con hả? Dạ, nãy con bỏ vô luôn. Lúc mà bố mẹ qua cái khúc này là chưa. Rồi đưa chén cho mẹ bỏ mì cho. Chén đưa mẹ luôn rồi. Rồi, ngon. Ăn mấy cái này là bò với lại đồ hải sản mà tươi thì ngon. Wow, đồ ngon, ngon. Mày có ngon như mẹ nấu không? Ngon như mẹ nấu. Ngon hơn chứ sao ngon như. Ngon hơn. Mà hơi chút rồi. Ngon. Tại vì cái món này là con mẹ làm. Làm gì cũng phải làm thêm chén thứ hai á. Nói chứ đồ ăn thì nhiều nhưng mà làm gì làm chứ vẫn còn cái hộp xí quách này nè. Đúng là lẩu xí quách luôn. À, ăn gì ăn hải sản bò biết gì đâu mà không có cái cục này là không đúng lẩu xí quách. À, bây giờ mà lấy ra cái cục mà xí quách này thôi là đủ 4 người ăn à. Mà nhậu là cũng đắm đuối luôn. Đủ luôn. Wow. Thấy chưa? Lẩu xí quách đó, nó đó. Nãy giờ ăn là chưa có đúng đâu. Bây giờ trong cái nước lẩu phải ra cái cục xí quách. À. Thôi thôi bây giờ thử tiếp cái nấm coi như thế nào.
Nấm phải nó giòn ngọt phải không? Tiêm châm. Tiêm châm là một trong những loại nấm mà phải nói là khoái khẩu không? Ăn rất là ngọt. Nay thường ngày mà xào ăn cơm cũng ngon lắm. Nhất mì đây. Quá đã luôn. Nấm này nấm gì em? Nấm nuôi gà. Đây là khi phải để lâu quá nó mềm xèo luôn. Ủa mày clip em gỡ cục theo nha. Rồi. Thử cái nấm này rồi. Nãy giờ nóng mà cũng đủ ngon. Đồ đeo bò lai làm gì hả? Chọn hả? Chưa ăn mà, còn quá trời mà. Nãy cái cục siêu hấp nè. Ồ. Trời ơi, mồi kìa. Rồi bây giờ tiếp tục món này rồi hãy coi rồi, bà đầu bếp làm kiểu gì đây. Ủa nóng quá vậy. Ok. Nói chứ xí quách gì chứ. Cái chỗ này nó thịt cũng rất là nhiều. Mà bỏ cái xí quách này vô mà làm nước lẩu thì chắc chắn là nước nó ngọt là phải rồi. Đó cái cột xí quách hồi xưa khi cắt ra thì nó được một mớ gân như vậy. Thì giờ thử một mớ gân. Thì để ăn với cái xíu quách này có thể là chấm với lại cái nước chấm thần thánh của Đài Nét Đi Hào nè. À, thử ăn nước chấm thần thánh. Dĩ nhiên là đúng bài nó ngon rồi. Nhưng mình cũng có thể chấm nước mắm mặn. Đó, nước mặn thì là mình cũng mắm mặn với ớt này. Nào cũng ngon cả. Wow. Ừ, cái mắm mà đặc thù ăn lẩu của đây cũng được hao thì ok, quá ngon, phù hợp. Rồi thôi mọi người thử cái này coi nó như thế nào. Thôi Trâm Y ngồi chờ đợi chén thứ ba thì làm miếng bia. Ủa con có nhớ nhúng mì mà ta có trong đó, có trong đó chén này mẹ bỏ vô bên mẹ bỏ mì vô. Chắc làm luôn cái ông đổ rau luôn em. Giòn ngọt luôn á. Nãy giờ thấy mấy cái bò cuộn cuộn thì ăn rồi, nhưng bây giờ thấy cái mấy bò lát lớn à. Mình thử chơi một lát thì coi nó như thế nào. Miếng này của ai vậy được không? Rồi. Bò thì nên tái thôi. Bò có tăng tải. Cơ bản về là cũng được rồi đó. Chấm. Chỉ nó nguội xíu. Ngon lắm không? Hơi miếng lớn. Hơi bình béo. Cắt cái này cho con rồi. Cái nhà quá nhanh tay. Quá ngon, quá béo luôn. Trong trường hợp hết mì nữa, thêm mì dắt chút xíu cũng được. Nhưng mà thật ra nếu mà ăn rau với lại ăn bò với lại hải sản với lại rau với lại cục xíu quách thì thật sự là 4 người vậy là cũng đủ, gia đình đi 4 người vậy cũng tạm đủ, nhưng không đến nỗi mà thiếu. Để mà bếp bà thử cơm cơm khổng lồ hả? Nãy giờ chúng ta vẫn quên ăn này. Nãy giờ quên hai ăn này. Tôm tươi, tôm này rất tôm biển hả? Thì do mình nhúng vừa ăn ngon. Qua, wow. Vậy là chén thứ hai cũng hết rồi. Giờ không ai cho mình, thôi dịch sinh đi. Giờ còn gì cho sinh nữa. Ủa,
hồi là cũng ngon. Wow. Nó không bóc đi. Ok. Nè, bóc gọi là gì? Thôi được rồi, thôi. Tôm không? Thôi. Ok, thôi. Biết ăn tôm không? Rồi, ok, thank you. Ok, thịt bò không? Con mẹ con không? Không. Rồi chén thứ ba luôn. Ủa sao nhanh vậy? Không chưa? Không rồi, ăn ngon hết. No không? Đã không? Đã không? Ăn nữa không? Được, nhưng mà chiều mới ăn. Chiều mới hát tiền đâu mà ăn. Rồi. Phê dạ. Luôn kìa. Thích nhất là món gì nãy hôm nay? Thích nhất là món nấm chim châm với lại thịt bò, bò cuộn. Ok. Điểm đúng không? Dạ, sao đẹp không? Ok. Xin vậy có món mình ăn món khác nữa nha. Ok. Sau khoảng chưa đầy 20 phút. Mé cặn. Là có nghĩa là sạch sẽ. Tốt ngon luôn. Quá ngon. Món ăn thích hợp. Ở nhà ăn ha, tới ra ngoài ăn cũng ngon. Nếu có điều kiện thì ra ngoài. Không có điều kiện thì đi nhà ăn về cũng hợp lý ha. Gọn gàng.